Mến chào các bác nha, lại là em đây. Hôm nay chia sẻ với các bác một cách mà giúp chúng ta ủ trấu tươi này để làm cái giá thể chất trồng rất là tốt cho hoa cây cảnh, đặc biệt là hoa hồng trong vườn nhé. Các bác có thể áp dụng cái cách này để trồng rau, trồng tất cả các loại hoa cây cảnh trong vườn đều được nhé các bác nhé. Ở đây thì em có cái trấu tươi là một cái phụ phẩm, gọi là phụ phẩm bỏ đi. Em cũng chia sẻ với các bác trên rất là nhiều cái video rồi. Bản thân cái trấu tươi này để trộn làm giá thể trồng nó đã cực kỳ tốt rồi. Và hôm nay xin chia sẻ với các bác cái cách ủ trấu tươi này, làm sao để cho nó có một cái tác dụng tốt nhất để làm cái chất trồng, để trồng hoa hồng nhé. Thì ở đây thì em có một cái chế phẩm mà không thể thiếu được, đó là Chichoderma. Đây là một cái chế phẩm mà các bác hoàn toàn có thể mua được trên các cái sàn thương mại, ví dụ như Shopee. Nó là một cái chế phẩm mà nó cung cấp các cái loại vi sinh vật cực kỳ tốt cho cây. Nó có cái tác dụng là chữa rất là nhiều cái bệnh cho cây hoa hồng, đặc biệt là những cái bệnh mà thối rễ này, rồi bệnh vàng lá này, rồi bệnh rễ bị tuyến trùng này, bị nấm ở rễ này, rồi giá thể bị nhiễm nấm bệnh này, rất là tốt luôn. Thường thường cái gói này các cái đơn vị sản xuất là họ thường hay đóng 1 kg. 1 kg này thì nếu mà để ủ trấu này thì nó có thể ủ được 5 tạ trấu. Tức là nếu mà các bác ấy muốn ủ trấu, ủ rơm, ủ dạ, ủ phân chuồng thì cứ 1 kg này thì ủ được 5 tạ. Cho nên là nó chi phí của nó cũng không cao đâu. Ủ được các cái loại phế phẩm nông nghiệp, từ rác thải này, trấu này, rồi rơm dạ này, phân chuồng này, vân vân, rất là nhiều loại. Thì với cái trấu này, khi mà ủ cái Chichoderma này vào thì nó giúp quá trình là nhân ra những cái con vi sinh vật có lợi. Nó làm trấu nhanh hoai mục hơn này, nó làm cho những cái cánh trấu này này, khi mà các bác sờ vào là các bác thấy nó mềm hơn này. Và đặc biệt ấy, là nó sẽ loại bỏ hẳn cái con bọ mạt sinh ra khi mà chúng ta trộn trực tiếp trấu tươi cùng với đất để trồng cây. Đây, cái trấu này thì nó là trấu khô, cho nên là các bác sẽ bơm nước vào, ngâm khoảng độ 2-3 giờ đồng hồ cho cái cánh trấu này này nó ngấm nước. Trấu này thì nó khô cho nên nó nổi nha các bác nhé. Đấy, nhà em thì ở nông thôn, nhà làm nông nghiệp có cây lúa cho nên cái trấu này thì rất là sẵn. Mỗi khi đi sát gạo, xay sát về ấy, là mẹ em thường thường để cho em những cái bao trấu này để em trồng cây. Đấy, thì hôm nay làm một video cầu kỳ hơn một chút là hướng dẫn các bác cách ủ. Các bác lưu ý là các bác không cần phải cầu kỳ quá đâu nhé. Trồng hoa hồng chúng ta chơi một cách đơn giản. Cái gói Chichoderma này các bác có thể lên Shopee đặt rất là nhiều. Sau khi ngâm khoảng 2 giờ đồng hồ, cái cánh trấu này nó đã ngấm no nước rồi, thì em sẽ tiến hành vớt sang bên này. Đấy, vớt loại bỏ hết nước nha các bác nhé. Các bác nên chọn cái chậu để trộn to một chút, hoặc là các bác trải cái bạt ấy, các bác đổ trực tiếp xuống nền gạch hoặc trải bạt cũng được, các bác không phải cầu kỳ quá đâu. Đấy, các bác lưu ý là chúng ta có thể ủ sơ dừa với Chichoderma cũng được nhé. Cái sơ dừa mà chúng ta mua ở cửa hàng hoa cây cảnh ấy, cái sơ dừa đấy chúng ta về ủ Chichoderma cũng ủ tầm 1 tháng là chúng ta cũng sử dụng như là trấu này nhé. Tuy nhiên ấy, nếu mà các bác để ý ở trong miền Nam họ làm cây ấy, nhất là những cái nơi mà trồng sứ hoặc trồng mai ấy, thì họ sử dụng cái trấu này rất là nhiều. Bởi vì cái trấu này này nó không ngậm nước quá nhiều như là sơ dừa, và nó rất là rẻ. So với sơ dừa thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, trong miền Nam nó là thủ phủ của lúa, cho nên là mua cái trấu này này, họ mua về họ làm chất trồng cực kỳ rẻ và tơi xốp. Mục đích để làm cho cái gốc cây nó tăng dinh dưỡng và làm cho cái giá thể chất trồng nó được tơi xốp, thì khi đấy nó sẽ rất là tốt cho cây trồng. Bác nào trồng cây hoa hồng ấy, đặc biệt là hoa hồng mà thấy nó hay bị bỏ thân vàng lá mà cằn cỗi ấy,
thì các bác sờ ngay xuống cái bộ rễ, cái giá thể thì chắc chắn là nó sẽ không được tơi xốp. Đấy. Và bây giờ thì em sẽ cho cái chi chô đề ma này rác vào và trộn đều. Thì các bác lưu ý là theo như thông số của hãng họ sản xuất thì cứ tầm 1 kg thì pha với, nghĩa là rắc cho 500 kg trấu hoặc là rác hoặc là phụ phẩm. Tuy nhiên ấy, nếu mà chúng ta cho nhiều một chút ấy thì nó sẽ càng nhanh hoai mục hơn, nó càng có tác dụng hơn. Cho nên là chúng ta cứ cho nhiều một chút nhé. Đấy, nó rất là tốt, cho nhiều nó rất là tốt. Họ làm như họ nói như vậy để chúng ta sẽ giảm cái chi phí khi mà chúng ta trộn giá thể thôi. Thực chất ra nhiều một chút cũng không sao cả. Đây, các bác cứ cho vào rồi các bác lại trộn, trộn đều lên. Sau một tháng thì cái nấm đối kháng nó phát triển những con vi sinh vật có lợi, diệt hết những cái con vi sinh vật có hại. Đấy. Đấy, mình cho khoảng bấy nhiêu. Cái chi chô đài ma này không dùng hết thì các bác lại buộc kín vào, để vào vị trí mát không có ánh sáng nhé, để bảo quản nó. Đấy, trộn thật đều nhé. Các bác có thể đeo bao tay vào. Đấy. Cái chấu này này, khi mà chúng ta trộn như thế này này, chúng ta ủ thì sau khoảng một tháng nó sẫm màu. Cái chi chô đài ma này nó rất là hay. Em đã thử bón những cái động vật sống, ví dụ như cá vào gốc cây. Mỗi một con cá em chôn xuống sâu khoảng độ 20 cm, em rắc cho một chút chi chô đề ma vào, thì các bác có biết không, nó không hề có mùi thối luôn. Ngày đầu tiên thì mấy con chó, ngày đầu tiên, ngày thứ hai mấy con chó nó còn ngửi, nó ra nó ngửi, bởi vì chó là một loại có khứu giác đánh hơi rất là tốt. Nhưng mà đến ngày thứ hai thứ ba nó hết mùi luôn, con chó nó cũng không loanh quanh nó ngửi nữa. Cho nên là chi chô đề ma là một trong những cái nấm đối kháng đáng dùng nhé. Nó sinh ra rất là nhiều cái vi sinh vật có lợi, nó rất là tốt. Đấy. Nó giúp ủ mục rất là nhiều cái phế phẩm, từ cả rác thải nhà chúng ta trở đi. Đấy. Và bây giờ mình sẽ cho vào trong cái xô này, cho vào trong cái xô này và ủ. Các bác có thể sử dụng thùng xốp nhé. Hoặc nếu mà ủ số lượng lớn mà các bác làm nhà vườn lớn ấy, thì các bác cứ đổ ra đất ấy, các bác trộn đều, bơm nước đẫm vào, trộn đều xong đó các bác lấy bạt đậy cho em, cái bạt mà nó không thấm nước ấy, đậy kín nha các bác nhá, tránh ánh nắng mặt trời nhá. Đấy. Cho hết vào đây, đậy lại, để vào vị trí thật là mát mẻ, không có ánh sáng, để cho cái con vi sinh vật nó thuận tiện trong việc nhân bản sản sinh. Đấy. Đấy, cứ như thế này thôi nhé các bác nhé. Thì tầm độ 10 ngày các bác đảo một lần. Đảo để cho nó đều thôi. Nhưng thực chất ra các bác không đảo thì cái con vi sinh vật nó vẫn phát triển mà. Đấy. Đấy, chúng ta đậy vào. Nhà các bác có vài cây hoa hồng thì các bác làm 4-5 thùng như thế này thì các bác trồng quanh năm. Các bác lưu ý là khi mà chúng ta thay giá thể, thay đất cho cây nhá, thì các bác cũng lấy nó, các bác trộn vào đất mới, rồi các bác thay giá thể cho cây, cực kỳ tốt nhé. Và khi mà trồng hoặc là thay giá thể thì các bác có thể trộn thêm phân bò mục hoặc là phân gà mục, phân chuồn quế vào. Với cái tỷ lệ là 8 cái chấu này và 2 phân để làm cái giá thể trộn với đất, trộn thêm vào đất. Thì cứ 2 phân 8 cái chấu này là rất là ok nhé các bác nhé. Vâng, xin cảm ơn các bác rất là nhiều đã theo dõi video mà em dùng chi chô đề ma để ủ chấu, làm cái chất trồng, làm giá thể để trồng cho hoa hồng và các loại hoa cây cảnh rau màu khác trong vườn. Hy vọng là một
cái gợi ý cho các bác có thể tận dụng những cái phụ phẩm ví dụ như trấu này, vỏ đỗ, vỏ lạc, rồi rơm dạ, phân chuồng, rồi rác thải để các bác có thể tận dụng được những cái phế phẩm này để ủ làm phân rất là tốt cho cây trồng. Cảm ơn các bác đã ghé thăm video trên kênh Hoa Vườn Nhà. Các bác xem video thì hãy đăng ký kênh Hoa Vườn Nhà, nhấn vào nút chuông để ủng hộ em nhé. Các bác có câu hỏi gì liên quan thì hãy để lại comment, em sẽ giải đáp tất cả các câu hỏi dành cho các bác nhé. Các bác xem video thì nhấn thích video ủng hộ em nhé. Hẹn gặp lại và cảm ơn các bác.